Tháng 4 vừa qua, nhóm đối tượng xông vào một tiệm vàng trên địa bàn huyện Bầu Bàng, tỉnh Tây Ninh, rút súng ra uy hiếp cướp đi nhiều tài sản giá trị. Bốn nghi phạm được xác định ở những tỉnh thành khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung tư tưởng không làm mà muốn có ăn. Các đối tượng gặp nhau trên hội giỡ nợ muốn làm liều. Từ lời đề nghị trong nhóm, những người này chung chí hướng liền lên kế hoạch cho một vụ cướp tinh vi mà mục tiêu hướng đến là tiệm vàng. Phi vụ trót lọt, chưa được hưởng chiến lợi phẩm thì lần lượt những kẻ gian đều phải sa lưới. Và mới đây, trùm cuối của phi vụ bị bắt tại Campuchia. Trước đó, ngày 3 tháng 3 năm 2024, bốn đối tượng gồm Nguyễn Quang Nhi, 34 tuổi, quê Tây Ninh, Nguyễn Linh Đoan, quê Quảng Nam, Trần Quang Triệu, quê Bình Định, và Phạm Quang Hưng, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bàn bạc cùng nhau thực hiện vụ cướp tiệm vàng. Chỉ sau 30 giờ gây án, công an bắt giữ Đoan và Triệu khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Riêng Nguyễn Quang Nhi và Phạm Quang Hưng bỏ trốn sang Campuchia, nhưng sau đó không lâu Hưng cũng sa lưới. Tiếp tục điều tra, cảnh sát bắt được Nhi và phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn di lý đối tượng về Việt Nam. Quá trình đấu tranh xác định, bốn nghi phạm tham gia hội nhóm kín trên Facebook có tên Nhóm Giỡ Nợ Muốn Làm Liều. Chỉ qua vài lần nói chuyện qua lại trên mạng, biết tất cả đều có chung bản tính, lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài, mua sắm hàng hiệu. Nên khi một thành viên đề nghị cùng nhau đi cướp, thì cả bốn người đều gật đầu đồng ý. Nhóm đưa ra quan điểm rằng, các ngân hàng tuy nhiều tiền nhưng lại được bảo vệ nghiêm ngặt, nên chỉ có những tiệm mua bán vàng là dễ ra tay nhất. Thay tiệm vàng Bích Quý nằm ở thị trấn Lai Uyên, thường không có bảo vệ. Vào buổi trưa không đóng cửa, mà chỉ dùng một tấm vải mỏng phủ hờ lên khoảng 2/3 tủ trưng bày để nhân viên tranh thủ nghỉ ngơi, nên cả bọn bàn nhau cùng thực hiện cướp. Lẽ thường, đâu ai muốn mình là nạn nhân của một vụ cướp. Nhưng với người phụ nữ ở Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sau đây, thì có lẽ cảm giác bị cướp còn đỡ hơn là bị chồng thờ ơ. Người này đến công an trình báo việc bị hai đối tượng bịt mặt chặn đường để cướp tài sản. Nhưng khi cơ quan chức năng điều tra được, tất cả mọi sự hoảng sợ và những lời khai chỉ là một vai diễn. Trước đó, người phụ nữ tên viết tắt là NTA ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến trình báo về việc bị hai đối tượng bịt mặt đi xe máy không gắn biển số chặn đường, rồi dùng dao đe dọa cướp túi xách và lấy hơn 1 triệu đồng. Nhận được tin, công an có mặt khám nghiệm điều tra. Kết quả xác định có nhiều điểm nghi vấn thiếu logic trong lời khai của chị A. Người phụ nữ này sau đó thừa nhận tất cả chỉ là nói dối. Xuất phát từ nguyên nhân ức chế, tủi thân về việc chồng thường say xỉn, không phụ giúp bán hàng, để chị phải đi ship đồ ăn một mình lúc đêm khuya, đi lạc đường nhiều lần, nên người phụ nữ này trình báo việc bị cướp để dọa chồng. Sau khi sự thật được phanh phui, dư luận vừa giận lại vừa thương. Giận bởi một lời nói dối làm tiêu tốn thời gian công sức điều tra truy xét của lực lượng công an. Nhưng cũng thương vì phận phụ nữ phải nhọc nhằn mưu sinh và suy nghĩ hôm nay đường xa đêm tối có thể bình an nhưng hiểm nguy bất cứ lúc nào cũng có thể trình trập. Chị chỉ mong nhận được sự đồng cảm đỡ đần từ chính chồng mình nên mới dối gian. Nhiều lần tin tức Mekong phản ánh về những chiêu trò lừa đảo trục lợi bằng những thủ đoạn mê tín dị đoan, từ lời phán vô căn cứ về việc dựng hạn đại họa rồi bày trò cúng bái giải hạn trừ tà trục vong kiểu nào cũng có. Thế nhưng vì niềm tin tâm linh tín ngưỡng, nhiều nạn nhân vẫn dốc lòng tin tưởng, dốc tiền của cho những thầy bói online. Bằng thủ đoạn này, một người phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh lừa chiếm đoạt của nhiều người số tiền lên đến 28 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Thu Trang, 34 tuổi. Theo công an, từ tháng 10 đến khi bị bắt giữ, nữ quái này sử dụng các tài khoản mạng Facebook như Phan Thu Trang, Phong Thủy Tâm Linh Phan Thu Trang để tiếp cận làm quen với những người có nhu cầu xem bói. Khi có người liên hệ, đối tượng xem bói và tạo dựng bịa đặt ra những chuyện tâm linh, thao túng tâm lý của khách hàng. Từ đó Trang dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền để giúp họ cúng giải hạn, giải bùa, trục vong. Nhưng thực chất là để chiếm đoạt tiêu xài, giải quyết nợ nần cá nhân với tổng số tiền lên đến hơn 28 tỷ đồng.